Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Cường Điện Lạnh nhé. Để tiếp tục video ngày hôm nay sẽ lên cho các bác một số mã đài cassette này. Các bác xem video vui lòng cho em xin một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Cảm ơn bạn nào vui lòng liên hệ trực tiếp em qua số 034 417 4335. Một em đầu tiên lên cho các bác nhé. Một em lên đầu tiên cho các bác là một em Toshiba Bombay 2 này. Đấy, hình thức còn rất là đẹp luôn. Nút niếc anten đầy đủ nhá. Giải tân 90 này. Có cả đường line in các bác nhá. Em Toshiba RT8160S này. Đấy, rất nhiều bác thích những con này luôn. Hình thức thì rất là đẹp. Suppose doing this documentary was part of that process. Ngồi xuống và xem xét một cách chi tiết, nhìn vào kho lưu trữ và xem bất cứ, mà có lẽ tôi chưa từng thấy. Radio thì hoạt động rồi các bạn nhé. Điều đó khá khó khăn. Đó là khoảng thời gian thực sự khó khăn. Nhưng tôi cho rằng đây là một phần của quá trình. Radio thì hoạt động rồi, nhưng cassette thì tới chưa chạy. Cassette thì về các bác dọn dẹp lại phần cassette đâu. Mặt mũi còn rất là đẹp luôn nhé. Một em Toshiba RT8160S này. Bombay 2, nút niếc anten đầy đủ, hình thức thì còn quá là đẹp luôn. Mã này là mã 409 này, để cho bác với giá là 1,3 triệu này nhá. Xin lỗi các bác, hôm qua những cái mã cuối cùng, những cái mã sau ấy là đọc nhầm số các bác nhá, từ đầu 4 mà lại chuyển sang lại là 340 bị nhầm. Mã 409 này, một em Toshiba Bombay 3. Tiếp theo lên cho các bác một em này là một em Sony. Một em Sony model là CFM32 nhá. Giải tần 108 này. Nút niếc anten đầy đủ này, hình thức thì còn rất là đẹp luôn. Em này thì là có dây nguồn sẵn các bác nhá. Có dây nguồn sẵn luôn. Trong năm 2022, 8 tháng đầu năm 2023, ban vận động quỹ. Này vẻ chấn áp nó đang hơi bẩn một chút các bác nhá. Nên tiếng đang hơi nhỏ. Này về các bác vệ sinh lại cái chấn áp một chút nào. Cassette thì em thấy nó có quay nhá, có chạy này. Cassette thì thấy có chạy nhá. Này chấn áp đang hơi bẩn một chút thôi, để các bác nha. Chỉ đến giờ 17 và các bác vệ sinh lại là xoay xoáy một tí là nó là nó sạch, nhưng mà là tiếng lại to lại các bác nhá. Nó bẩn chiến áp bên này thì hàng nó lâu rồi nên là nó nhiều khi nó bụi bẩn nó vào thì chiến áp nó đang hơi bẩn. Một em Sony CFM32 này. Mã này là mã 410 này. Chiến áp đang hơi bẩn một chút các bác nhá. Để các bác xịt vệ sinh lại cái chiến áp một chút này, mã 410. Đấy, để cho bác với giá là thì đây, 410 để cho bác với giá là 900k này. Đấy, về các bác vệ sinh lại cái chiến áp một chút nhá. Tiếng đang hơi nhỏ này. Các bác xem video vui lòng cho em xin một like. Mã nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Các bác mã nào vui lòng liên hệ trực tiếp em qua số 034 417 4335. Theo lên cho bác một em này là một em Toshiba này, một em Toshiba Bombay nhá. Màu mận chín các bác nhá. Model là RT7000SR nhá. Con này nó dùng DC 9V này. Thank you.
có điện vào đấy, nhưng mà sóng giải này, con này là giải tần 90. Nhà em đang dùng máy này rất khó dò nhá. Cassette thì thấy nó chưa chạy này. Cái này về các bác dọn dẹp lại phần cassette này. Còn sóng nó đang rất khó dò. Một em màu mận 9 Toshiba. Mã này là mã 411 này. Để cho bác với giá là 800k thôi. Một em Toshiba nhé. Các bác mã nào vui lòng liên hệ trực tiếp em qua số 0344174335. Bác xem video vui lòng cho em xin một like. Bác nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Tiếp theo lên cho bác một em này là một em Sony. Model là CF1700 nhé. Hình thức thì còn quá là đẹp luôn. Những cái mạ chrome này còn rất là sáng luôn các bác nhé. Mặt trước mặt sau cho các bác này. Quá là bóng luôn. Một em Sony giải tần 90 này. Đang hơi bẩn. Rồi, xin áp đang hơi bẩn các bác nhé. Con nào có vẻ xin áp đang hơi bẩn một chút, các bác vệ sinh lại cái xin áp của cái này. Cassette thì nó vẫn còn chạy đây. Phần tua thì nó vẫn còn chạy đây, nhưng ấn bằng play không không nó kiểu bị kẹt. Cassette thì vẫn còn chạy đây các bác nhá. Cái này các bác vệ sinh lại cái chiến áp của cái phần radio này một chút. Nó vẫn có sóng nhưng mà cái chiến áp nó bẩn này. Một em Sony CF1700 nhé. Mã này là mã 412 này. Để cho bác với giá là 1.000.000 nhé. Để các bác vệ sinh lại cái chiến áp này một chút nhé. Cái này nó chỉ bẩn cái chiến áp này thôi. Các bác xịt lấy, các bác vệ sinh đi. Các bác xem video vui lòng cho em xin một like. Bác nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Cảm ơn bác nào vui lòng liên hệ trực tiếp em qua số 0344174335. Tiếp theo lên cho các bác một em này là một em Sanyo này. Một em Sanyo. Model của nó là MR9050 các bác nhé. Nút niếc anten đầy đủ này. Giải tần 90 này. Mặt mũi còn rất là đẹp luôn. Giải tầm 90 nhá, radio bắt rất là nét luôn này. Đấy, cái này về các bác này, như là sợ các bác có thể kéo được ra để cần một thêm nữa để nghe được cả FM này. Đấy, nó có một đoạn giải tầm này đấy nhá. Đèn mu không đang hoạt động. Radio thì hoạt động rồi nhá. Con này cassette thì em thấy nó chưa chạy. Cassette thì về các bác mình sửa lại cái phần cassette nhá. Vệ sinh dọn dẹp lại cái phần cassette này. Một em Sanyo. Model là MR9050 nhá. Mã này là mã 413 này. 413 để cho bác với cái giá là, để cho bác với cái giá là 1.300.000 nhá. Các bác xem video vui lòng cho em xin một like. Mã nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Vâng, mã nào vui lòng liên hệ trực tiếp em qua số 0344174375.
4335. Tiếp theo lên cho bác một em này là một em Sharp QTI 13 này, một em Sharp QTI 13 màu vàng gold các bác nhé. Đấy, rất là đẹp luôn, mặt trên cũng còn rất là đẹp luôn này, nút nước còn rất là bóng, nút nước anten đầy đủ nhá. Giải tần 108 này. Radio thì hoạt động rồi nhá. Radio thì hoạt động rồi nhá. Xem cassette này. Cassette thì em thấy nó vẫn còn quay đi. Vừa có cái băng kia thử. Bây giờ nó cũng bị bẩn trên áp nên là cái tiếng nó đang hơi nhỏ. Có chạy đây các bác nhá. Cái này về các bác vệ sinh lại đây. Hai bên đều còn đang chạy này. Nhưng mà tiếng nó đang hơi nhỏ. Cái này về các bác vệ sinh lại trên áp ấy. Một em Sharp QTI 13 màu vàng gold này. Giải tần 108. Mã này là mã 414 này. Để cho bác với giá là 850k thôi. Về các bác dẹp lại cái em ấy để cho nó tiếng to lên nhé. Các bác xem video vui lòng cho em xin một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Không mã nào vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số 034 417 4335. Theo lên cho bác một em này là một em Aiwa này, giải tần 108 nhá. Một em Aiwa CS50, nút niếc anten đầy đủ, mặt mũi còn rất là đẹp luôn. Con này có cả đường line in nhá. Tin về cơn bão trong những bản tin sau. Đấy. Quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Thời gian qua, Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực, tuy nhiên việc không tháo gỡ được thẻ vàng cho xuất khẩu thủy sản và ảnh hưởng đến đời sống của người dân, đến vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Nhằm sớm được Ủy ban châu Âu EU. Một em mai qua CF50 giải tần 108 này. Mã này là mã 415 để cho bác với cái giá là 4, mã này là mã 415 này. Để cho bác với giá là 1.3 đây. Rất là đẹp, một em Aiwa CF50. Nút niếc anten đầy đủ. Các bác xem video vui lòng cho em xin một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Tiếp theo lên cho bác một em này là một em Aiwa đây này, đài nằm các bác nhá. Con này nó nguyên cả đồ cho này, mic miếc này, nguyên cả mic này các bác nhá, vào da luôn này, nguyên cả mic này, cả dây cắm nguồn luôn này. Cả dây cắm nguồn luôn. Này đang bị vướng cái bao da chỗ này nên là cả băng nó không bật lên được. Cassette thì nó em thấy là nó chưa chạy các bác nhá. Đấy, một em đài nằm cassette không này. Cassette thì thấy chưa chạy, cái về các bác dọn dẹp lại phần cassette này. Cái này nó đang bị vướng cái tí chỗ bao da này, về các bác chỉnh sửa lại nhá. Nó vướng nên là dâm ra là nó không lấy được. Mic miếc vẫn còn rất là mới luôn này các bác này. Đấy. Nó có cái dây nguồn sẵn ở nó đây thì em để luôn đây trong túi này cho các bác nhá. Nguyên trong cái bao da của nó luôn.
nguyên cả mic này. Các bác xem video vui lòng cho em xin một like. Bác nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Các bác mã nào vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số 034 417 4335. Con nào nó có nguyên dây nguồn ở đây thì em cũng để nguyên dây nguồn ở đây cho các bác nhé. Nguyên bao da luôn. Này nó đang bao da rất là chặt đây mà không tháo được da các bác nhé, không rớt được da này, mặt mũi nó còn rất là bóng luôn, cái mạng nó còn rất là bóng luôn này. Mã này là mã 416 này. Mã 416 để cho bác với cái giá là 850k nhá. Đấy, nguyên mic với lại dây nguồn đây các bác nhá. Bao da luôn này. Định dỡ nó, định kéo nó ra nhưng mà nó chặt quá không thể kéo ra được. Cái tay này nó vẫn còn đang rất là bóng luôn. Gần như mới luôn này. Các bác mã nào vui lòng liên hệ trực tiếp em qua số 034 417 4335. Và xem video vui lòng cho em xin một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Theo lên cho bác một em này là một em Nationa và Q548 các bác nhá. Một em loa tần giải luôn này. Cấp cao hợp tác quốc tế vành đai và con đường lần thứ 3 tại Trung Quốc. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu nước này là tập đoàn Trung Hưng và tập đoàn Huawei. Phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Ả Rập Xê Út, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam chào đón và tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư Ả Rập Xê Út. Một em loa tần giải, loại loa tần giải, loa phễu luôn, nghe rất là sướng luôn nhá. Mặt mũi thì còn rất là đẹp. Nhưng mà em này nó đang bị thiếu mất một cái tay sách nha bác nhá. Đang thiếu mất tay sách này. Nhiều bị gãy vận chuyển về nó bị gãy mất, nó gãy mất đầu cái tay sách này. Hay là gãy từ bên đấy thì em không rõ nhá. Giải tần 90 này. Nút niếc anten này còn đầy đủ, mặt mũi thì còn rất là đẹp luôn. Nhưng đang thiếu một cái tay sách nhá. Mã này là mã 417 này. 417 nhá. Đang thiếu mỗi cái tay sách cho các bác nhá, còn rất là đẹp luôn này. Này về các bác có cái tay sách cho bác chế vào đấy này. Để cho bác với cái giá là 1,1 triệu thôi nhá. Mặt mũi thì còn quá là đẹp luôn này. Các bác mã nào vui lòng liên hệ trực tiếp em qua số 034 417 4335. Bác xem video vui lòng cho em xin một like. Bác nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Đấy, tiếp theo lên cho bác một em này là một em Sony, model là CFS V1 các bác nhá. Hình thức thì quá là đẹp này. Đẹp từ nước sơn các bác nhá. Nút niếc anten còn đầy đủ này, mặt còn quá là đẹp luôn, giải tần 90. Duy trì hiệu quả các cơ chế giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch, thực hiện tốt đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt Nam Lào radio đều hoạt động giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2030, phấn đấu giải quyết dứt điểm vướng mắc của một số dự án hợp tác kinh tế thương mại, bắt rất là nét luôn, tăng cường hợp tác là cả đường lai đằng sau này, hợp tác kinh tế số, thương mại điện tử. Một em Sony CFS V1 nhá, hình thức thì còn quá là đẹp luôn. Giải tần 90 này, mã này là mã 418 này. Để cho bác với cái giá là 1,250k nhá. Vì nó còn quá đẹp luôn này, quá bóng luôn nhá. Cái này về các bác lau chùi nó là quá đẹp này. Cassette thì về các bác dọn dẹp lại phần cassette nhé. Cassette thì những cái dòng này hầu như nó chỉ là phần trăm là cái dây cu loa nó bị đứt, nó bị thối, nó đứt này. Về các bác thay dây cu loa thôi.
các bác xem video vui lòng cho em xin một like. Bác nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Tiếp theo lên cho các bác một em này là một em đây. Một em này là một em Hitachi nhé. Model là LX2 này, giải tần 108. Bốn loa bìa bên cạnh này các bác nhé. Hai loa to này, rất là đẹp luôn này. Nút niếc anten đầy đủ này. Hình thức thì quá là đẹp. Cả đường line in này. Con này nó chạy DC 9V các bác nhé. Em DC 9V. Ở toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc trong giai đoạn mới, tôi rất là vui vì các đồng chí sứ đoàn của ta ở Trung Quốc trong thời gian vừa qua cái này nó do cái dây nguồn của em thôi. Một em DC 9V này, Hitachi, model là LX2 các bác nhé. Nút niếc anten đầy đủ, hình thức còn quá là đẹp à. Về các bác lau chùi để nữa thì quá là đẹp luôn nhé. Đấy. Nhìn rất là hầm hố luôn. Đấy. Có hai dàn loa hai bên nữa này. Mã này là mã 419 này. Để cho bác với cái giá là một triệu rưỡi nhá. Hình thức thì quá là mê mắt luôn. Các bác mã nào vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số 0344174335. Bác xem video vui lòng cho em xin một like. Bác nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Để tiếp theo lên cho bác một em này là một em Aiwa này. Một em Aiwa nhá, nút niếc anten đầy đủ luôn này. Hình thức quá là đẹp. Giải tần 108 này, một em Aiwa. Model của nó là TMR400 các bác nhá. Giải tần 108 luôn. Đấy. Hình thức rất là hầm hố, rất là đẹp luôn. Thăm mô hình điển hình về xây dựng nông thôn mới tại thôn Tiểu Lỗ, xã Hắc Trang Hộ, quận Triều Dương. Hai em này, FM này. Km, đây là khu nông thôn mới kiểu mẫu của Bắc Kinh trong danh sách mặt các tiêu biểu kiểu mẫu về quản trị nông thôn trên cả nước do Văn phòng Tiểu tổ lãnh đạo Trung ương về công tác nông thôn Trung Quốc công bố. Tính ưu việt của thôn Tiểu Lỗ là phát huy được vai trò của tổ chức đảng và đảng viên trong việc dẫn dắt quần chúng nhân dân triển khai cải tạo môi trường, tổ chức sản xuất kinh tế theo mô hình hiệu quả. Đấy, giải tần 108 này, hình thức còn quá là đẹp luôn. Cassette thì chưa chạy cassette về, các bác dọn dẹp lại phần cassette này. Mã này là mã 420 này. Để cho bác với giá là 1.3 này nhá. Hình thức quá là đẹp luôn, quá là hầm hố luôn nhá. Các bác về chỉnh sửa lại phần cassette. Các bác xem video vui lòng cho em xin một like. Bác nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Các bác mã nào vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số 0344174335. Tiếp theo lên cho các bác một em này nữa là một em Hitachi này. Một em Hitachi. Model của nó là TRK 7800 các bác nhá. Giải tần 108 này. Nút niếc anten đầy đủ này. Võ Văn Thưởng đánh giá cao thành tựu của em Hitachi giải tần 108 và kết
hình thức còn quá là đẹp luôn, mặt mũi còn rất là đẹp luôn nhá. Giải tần 108 này của Việt Nam, nhất là nội dung phát biểu tại diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế vành đai và con đường lần thứ ba, chủ tịch nước kêu gọi hợp tác cấp quốc gia giữa các chính phủ doanh nghiệp trong xây dựng thể chế số, hạ tầng số và nhân lực số. Trên tinh thần đó, chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp của Trung Quốc, nhất là doanh nghiệp lớn có trình độ khoa học công nghệ hiện đại. Một em Hitachi, đây là K7800 nhé. Mã này là mã 421 này. Giải tần 108, mặt mũi còn quá là đẹp luôn. Để cho bác với cái giá là một em Hitachi giải tần 108, để cho bác với cái giá là 1.3 triệu rồi nhá. Nút nước anten đầy đủ này, hình thức thì còn quá là đẹp luôn. Mặt mũi còn rất là đẹp luôn nhá. Cảm ơn, mã nào vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số 0344174335. Bác xem video vui lòng cho em xin một like. Mã nào chưa đăng ký kênh vui lòng cho em xin một đăng ký kênh. Trao lên cho bác một em này là một em Na Tiêu Na này. Nút niếc anten đầy đủ nhá. Con này thì nó đang bị hơi bị mất cái tí ấy này, cái về các bác phun lại được nhá. Chỉ hơi bạc màu cái tí chỗ này tí thôi. Còn lại là mặt mũi còn rất là đẹp luôn, mạ chrome còn rất là bóng luôn này. Giải tần 108 này. Đường line in còn rất là bóng luôn. Model của nó là RX5025 các bác nhé. Một em Na Tiêu Na RX5025. Phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu tại diễn đàn kinh tế. Radio bắt rất là nét rồi này. Và chứng kiến lễ ký kết các văn kiện. Những cái mạng chrome này còn rất là bóng luôn. Phản ánh của phóng viên Vũ Khuyên. Cassette thì thấy nó vẫn còn chạy đây. Đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện tại Việt Nam, đồng thời tìm hiểu về cơ hội hợp tác đầu tư. Cassette thì thấy vẫn còn chạy đây nhá. Em thử cái băng cassette này. Đấy, cassette thì vẫn còn chạy đây các bác nhá. Radio và cassette đều vẫn còn đang chạy này. Radio và cassette đều vẫn còn đang chạy nhá. Hình thức mặt mũi thì còn rất là đẹp luôn, rất là bóng luôn. Đấy, nó chỉ bị mất mỗi một tí này, nó là hơi phải ấy tí về các bác phun lại được nhá. Rất đơn giản luôn. Mỗi tí chỗ này thôi nhá, còn lại là tất cả đều vẫn còn ra rất là đẹp này. Giải tần 108 này. Mã này là mã 422 này. Đấy, để cho bác với giá là 1.2 triệu thôi nhá. Mỗi một tí chỗ này thôi, còn lại là nó rất là đẹp luôn, rất là bóng luôn, mặt rất là sáng luôn nhá. Các bác mã nào vui lòng liên hệ trực tiếp em qua số 0344174335. Tiếp theo lên cho bác một em này là một em Toshiba Bombay này, giải tần 108, nút niếc anten đầy đủ này. Model của nó là RTS53 các bác nhé. RTS53 này. Giải tần 108, nút niếc anten còn đầy đủ luôn. Hình thức thì còn rất là đẹp luôn này. Rất là bóng luôn. Các cơ hội sản xuất và dịch vụ mà Việt Nam có nhiều thế mạnh, đặc biệt là từ những cá nhân thành công khi quả được xuất vào Việt Nam trong cái lĩnh vực như là sản xuất thép, năng lượng mặt trời, từ nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm và công nghệ thông tin, dệt may và đồ may sẵn, giúp tăng gấp đôi cái quy mô và sự đa dạng của các cái cơ hội hợp tác kinh tế cũng như là lợi nhuận của các doanh nghiệp Ả Rập Xê Út khi đầu tư vào Việt Nam. Đấy, cassette thì thấy chưa chạy các bác nhá. Radio giải tần 108, radio thì bắt rồi, bắt rất là nét rồi. Cassette thì đấy chưa chạy. Này về các bác dọn dẹp lại phần cassette này. Mã này là mã 423 này. Mã 423. Để cho bác với cái giá là 1.1 triệu thôi nhá. Các bác nào vui lòng liên hệ trực tiếp em qua số 0344
0937 4335. Bác xem video vui lòng cho em xin một like. Đấy, tiếp theo lên cho bác một em này là một em Nationa, model là RQ570 các bác nhé. Đấy, con này là một em cassette đài nằm này, để tích hợp cả radio các bác nhé. Đấy, có cả radio này, vừa đài nằm vừa là radio luôn, rất là đẹp luôn. Xanh kinh tế tuần hoàn. Đấy, ứng phó radio thì bắt rất là nét rồi nhá. Những kết quả hợp tác giữa kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước cho thấy dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất nhiều, tiềm năng còn rất lớn. Đặc biệt Việt Nam đang trong giai đoạn dân số vàng với nguồn lao động dồi dào, trình độ ngày càng cao. Tích hợp radio này rất là nét luôn. Con này cassette thì thấy là nó tua hay là ấy, nó chỉ nháy cái nó lại dừng lại luôn nhá. Sau dây cura nó bị đứt rồi hoặc là bị trùng rồi. Đấy, cái này về các bác nghe, em chỉnh sửa lại phần cassette thôi. Còn radio bắt rất là nét luôn. Màu rất là đẹp luôn nhá. Mã này là mã 424 này. Để cho bác với cái giá là một triệu một nhé. Radio tích hợp đài nằm này, màu rất là đẹp luôn. Các bác mã nào vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số 0344174335. Tiếp theo lên cho bác một em này là một em Nationa nhé, giải tần 90 này, mặt mũi còn rất là đẹp, cả đường line in này. Một em Nationa RX5060 nhé, giải tần 90. Bạn đến đầu tư nhưng mà an toàn về tài sản, an toàn về tính mạng. Radio bắt rất là nét rồi này. Cái này là chúng tôi rất mong được chào đón các nhà đầu tư, các nhà kinh doanh đến làm ăn phát triển tại Việt Nam. Và tôi cũng tin tưởng rằng là sau nhiều hội nghị này, với quan hệ giữa các nước ASEAN trong đó có Việt Nam. Radio bắt rất là nét rồi nhé. Cassette thì thấy nó có chạy đây. Tiện có cái bằng này thử cho các bác. Cassette thấy có không kéo được các bạn. Thì nếu như mà không bỏ băng vào thì còn chạy được, nhưng mà bỏ băng vào thì không kéo nổi băng nhé. Cái này về các bác thay lại phần dây cura thôi. Con này thì anten nó đang thiếu anten. Các bác anh em vẫn bao đủ anten cho các bác nhé. Một em Nationa RX5060 này. Hình thức thì còn quá là đẹp rồi. Mã này là mã 425 này. Để cho bác với cái giá là 1.3 triệu đó nhá. Một em Nationa. Cảm ơn mã nào vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số 0344174335. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và theo dõi kênh Mặt Hàng bên em nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video sau.